Good evening and welcome to our 2024 Voter Language Workshop. This webinar will be presented in both English and Vietnamese. It will start shortly at and end at 7 p.m. This webinar is being recorded and will be posted on our Register of Voters YouTube channel later. During the webinar, you may answer questions in the chat, message box, or the question and answer box. We will get to your questions at the end of the webinar. Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với buổi hội thảo ngôn ngữ cho cử tri nói tiếng Việt cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống ngày 5 tháng 3 năm 2024. Cuộc hội thảo này sẽ được bắt đầu trong vài phút nữa. Thì xin quý vị chờ một chút xíu để đợi những người coi như là đến trễ đó thì sẽ có thể vào dự chung với chúng ta. Cảm ơn quý vị. Next one. We can go to the next slide, Tweetin. Thì tôi xin nói sơ lược về các hướng dẫn cho cuộc họp trên Zoom ngày hôm nay. Là như quý vị đã biết là quý vị đã ghi danh trước để nhận được cái link cho cuộc họp này. Và tôi xin chút xíu nữa tôi sẽ xin giới thiệu về người điều hành cái buổi họp hôm nay. Và nếu quý vị muốn phát biểu điều gì đó thì quý vị có thể bấm vào cái nút raise hand để mà phát biểu, cũng như nếu quý vị có câu hỏi nào thì quý vị có thể vào chat message và ghi ra câu hỏi của mình. Và buổi hội thảo hôm nay sẽ được thâu lại và đưa lên mạng của chương trình của văn phòng bầu cử chúng tôi. Và buổi hội thảo sẽ bắt đầu ngay sau 6 giờ. These language workshops are being held over the next 3 weeks. You can find the complete list of dates on our county website at sccvote.org. You are required to register online for the webinar in advance, and a link will be sent to your email. Tonight will be presented in English by Alea Mims and in Vietnamese by Thuy Thien Bui and assisted by Jose Posadas as our webinar facilitator. Buổi hội thảo hôm nay thì thuyết trình viên bằng tiếng Việt sẽ là Bùi Thị Tên, tức là tôi đấy ạ. Và tôi là chuyên viên bầu cử song ngữ Anh Việt. Và người điều khiển chương trình là ông Jose Posada. Và thuyết trình viên bằng tiếng Anh là cô Alea Mim. Thì cái chương trình hội thảo ngôn ngữ này ngoài tiếng Anh và tiếng Việt ra thì còn có các cái ngôn ngữ khác nữa đó, trong vòng 3 tuần tới. Thì nếu quý vị nào biết có thân nhân bạn bè gì nói các cái ngôn ngữ này đó thì xin giới thiệu cho họ để họ vào cùng tham dự. Và chúng tôi sẽ có phần hỏi đáp ở cuối buổi hội thảo, để quý vị muốn hỏi gì thì cứ xin tự nhiên vào hỏi nha. Rồi ngoài ra đó, quý vị có thể vào cái website của chúng tôi, đó là www.sccvote.org. This election year begins the presidential primary, which is held in March. This early primary election month was selected by the state of California and began in 2020. Prior to 2020, the presidential primary election had been held in June. During non-presidential election years, for example, during elections for the governor of California, the primary will continue to be held in June, as was in the case in 2022, and will be again in 2026. It is not too late to register for this primary election. Official registration deadline is February 20th, but if you miss that deadline, you can still register under what is called the conditional voter registration. Tôi xin nói sơ bộ về cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thì từ trước đó thì chúng ta có những cuộc bầu cử sơ bộ là vào tháng 6, nhưng mà năm nay thì chúng ta sẽ có vào tháng 3, và đó là ngày 5 tháng 3.
và hạn chót để ghi danh bầu cử là tháng 2 ngày 20 của năm 2024, tức là năm nay. Rồi hạn chót để yêu cầu một lá phiếu thay thế gửi qua bưu điện đó là tháng 2 ngày 27 năm 2024. Và hôm nay đó thì chúng ta vẫn còn có thời gian để mà ghi danh bầu cử đó. Nhưng mà nếu cử tri nào mà vì bận rộn gì đó bỏ lỡ cái hạn chót để ghi danh bầu cử vào ngày 20 này đó, 20 tháng 2 đó, thì cũng sẽ có chọn lựa để ghi danh có điều kiện tại bất cứ trung tâm bầu cử nào hoặc tại văn phòng bầu cử ở San Jose. Thì quý vị cứ đến thẳng các cái phòng phiếu hoặc là các cái trung tâm bầu cử hoặc là văn phòng bầu cử, thì chúng tôi sẽ coi như là in ra các lá phiếu để cho quý vị bầu. Nhưng mà đầu tiên là quý vị phải ghi danh, rồi sau đó thì quý vị có thể bầu. As a reminder, you will need to re-register if you have changed your legal name or chose to change your political party designation. Almost a third of Santa Clara County registered voters have elected to be listed as no party preference voters, meaning that they belong to no political party. As a result of their no party preference status, they have certain restrictions on voting for presidential candidates that will be explained tonight. If you wish to vote for a candidate that identifies as belonging to the Green Party, the Peace and Freedom Party, or the Republican Party, then you must register for that candidate's political party by February 20th in order to get a ballot with the names of the candidates from those parties. Thì chúng tôi xin nói thêm về cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống ngày 5 tháng 3 sắp tới, là nếu quý vị đổi tên hoặc đảng phái chính trị thì quý vị phải ghi danh lại để bầu. Còn nếu quý vị nào không ghi danh vào đảng nào khi quý vị ghi danh bầu cử đó, thì quý vị là cử tri không đảng phái, cũng được biết là cử tri NPP bằng tiếng Anh đó. Nếu quý vị muốn bầu cho đảng xanh, tức là đảng Green đó, hoặc là đảng Hòa bình và Tự do, hoặc là đảng Cộng hòa, thì trong kỳ bầu cử sơ bộ, quý vị sẽ phải ghi danh lại trước hoặc vào ngày 20 tháng 2 năm 24 để nhận được lá phiếu của đảng ấy. If you are a no party preference registered voter, it means that you as a voter will not receive a ballot with the names of presidential candidates. The reason for this is that the political parties nominate presidential candidates, and in the primary election, you as a voter must belong to a political party in order to vote for a political party's candidate in the primary election happening this March. However, there are three political parties that will allow NPP voters to vote on their respective candidates. Those three parties are the American Independent Party, the Libertarian Party, and the Democratic Party. We will explain how you can request to vote for one of these parties. Cử tri không đảng phái và việc bầu chéo thì có những cử tri mà khi ghi danh đó không có nêu rõ một đảng, thì cử tri đó được gọi là được cử tri không đảng phái, hay là gọi tắt là NPP. Thì lá phiếu không đảng phái sẽ không có ứng cử viên tổng thống đó. Thì nhiều người nhiều khi hồi mà ghi danh đó, mình không có chọn đảng nào, mình không biết là nên chọn đảng nào, cho nên là để là không có muốn vào đảng nào đó. Rồi đến khi mà nhận được lá phiếu mới biết là ồ, tại sao mình không có ứng cử viên tổng thống nào để bầu hết vậy. Thì có ba đảng cho phép cử tri không đảng phái bầu cho ứng cử viên tổng thống của họ, đó là đảng Người Mỹ Độc Lập, đảng Dân Chủ hoặc là đảng Tự Do. Thì có 1/3 tổng số cử tri của quận Santa Clara không ghi vào một đảng phái nào. Thì chúng tôi xin nói kế tiếp là chúng tôi sẽ nói về cách để mà có thể bầu cho một tổng thống cho kỳ bầu cử sơ bộ nếu mà mình đã không ghi danh vào đảng nào. As a reminder, if you are an NPP voter, you will receive a ballot that does not include the names of presidential candidates for this primary election. But the Register of Voters did mail to almost
300,000 no party preference registered voters the opportunity to request what is called a crossover ballot. This crossover ballot is what will allow NPP voters to vote for the candidates on the three political parties mentioned earlier, the American Independent Party, the Libertarian Party, and the Democratic Party. Thì các văn phòng bầu cử chúng tôi đã gửi ra các cái tài liệu cho các cử tri không đảng phái là từ cuối năm rồi và đầu năm nay chúng tôi cũng có gửi ra. Đầu tiên đó là chúng tôi nhắc những quý vị mà đã không có yêu cầu một cái lá phiếu bầu cho đảng khác, tức là crossover voting mà tiếng Việt mình gọi là bầu chéo đó, thì sẽ nhận được một lá phiếu bầu sơ bộ không có bất cứ ứng cử viên tổng thống nào. Tức là chúng tôi có gửi ra những cái thông báo để cho quý vị biết là quý vị có thể bầu cho một trong ba đảng mà chúng tôi vừa nhắc đó. Nhưng mà nếu quý vị không có coi như là gửi cái thẻ lại nói là mình muốn bầu cho đảng nào đó, thì trong cái lá phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ này sẽ không có một ứng cử viên tổng thống nào. Và tài liệu được gửi tới tất cả cử tri không đảng phái là chúng tôi đã gửi ra vào tháng 12 năm 2023 và tháng Giêng năm 2024. Đầu tiên là để thông báo cho cử tri không ghi danh vào đảng nào biết về tình trạng không đảng phái của mình. Như tôi có nhắc hồi nãy đó, là có nhiều người đã chọn là không ghi vào đảng nào nhưng mà không có nhớ. Coi như là bầu cái khi mà bầu tổng tuyển cử thì bầu được cho tổng thống cho nên cũng không để ý. Rồi bây giờ đó thì tới cuộc bầu cử này mới thấy là lá phiếu của mình không có ứng cử viên tổng thống nào. Cho nên là chúng tôi phải gửi ra để báo cho quý vị đã biết là quý vị đã không ghi vào một đảng nào. Và đồng thời để thông báo rằng sẽ không có ứng cử viên tổng thống trong lá phiếu của họ. Và để thông báo về sự chọn lựa lá phiếu bầu cho đảng được chấp thuận khác. Thế có nghĩa là có thể bầu trong một trong ba đảng hồi nãy chúng tôi đã nhắc đó, là đảng Dân Chủ, đảng Người Mỹ Độc Lập và đảng Tự Do và Freedom, Tự Do và sorry hồi nãy không nhớ kỹ đấy nha, đại khái là ba đảng chút xíu tôi sẽ nhắc lại. Rồi đồng thời để thông báo cho cử tri không ghi danh vào đảng nào đó cách yêu cầu một lá phiếu bầu cho đảng khác. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ có một cái bảng khác là nói về các cái đảng nhé. A crossover ballot is the process by which an NPP voter can be allowed to vote in the primary election for a candidate that belongs to a political party that the NPP voter does not belong to themselves. In other words, the NPP voter who does not belong to any political party can temporarily be a voter in someone else's political party and thus be able to vote for a presidential candidate in the primary election. A NPP voter can request a crossover ballot to be sent to them by contacting the Registrar of Voters office by phone, email, or in person by walking into a votes or by walking into a vote center and requesting a crossover ballot at the time they check in to vote. Pretend you're muted. Sorry. Đây là cách yêu cầu một lá phiếu bầu cho đảng khác. Nếu mà quý vị nào đã quên không có ghi vào một đảng phái chính trị nào đó, thì quý vị có thể yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư như sau. Thì quý vị có thể gọi số 408-299 VOTE hoặc là gọi số miễn phí là 866-430 VOTE. Hoặc là có một cách khác là gửi email tới vote by mail rov.sccgov.org. Hoặc là quý vị có thể đến thẳng văn phòng bầu cử để bầu trực tiếp. Thì văn phòng chúng tôi là cái cụ ở 1555 Burger Drive Building 2, San Jose, California 95112. Hoặc là quý vị có thể bầu trực tiếp tại một trung tâm bầu cử. Thì khi mà quý vị vào
cái trung tâm bầu cử để ghi tên bầu đó, thì quý vị hãy hỏi về lá phiếu bầu cho đảng khác, thì tiếng Anh họ gọi là crossover voting đó. Thì các cái đảng sau đây là cho những người không ghi danh vào đảng nào có thể bầu cho ứng cử viên tổng thống của đảng họ, đó là đảng người Mỹ độc lập, đảng dân chủ và đảng tự do. Now we would like to explain a little about the Voters' Choice Act, which was legislation that changed how voting is done now in California. Santa Clara County is a Voters' Choice Act county since March 2020. There are 29 California counties that now follow the VCA model. This new model provides sending vote-by-mail ballots to all registered voters and provides for early voting, which is voting that happens before March 5th, which is typically referred to as Election Day or Election Tuesday. VCA also provides for vote centers, which allows all members of the voting community to vote regardless of their language, mobility, time constraints, ADA considerations, and other factors. Additionally, vote centers provide on-site services that are unavailable to voters prior to VCA implementation, such as the ability to make a change of address, immediate reissue of ballots, and conditional voter registration, plus other benefits that will be explained shortly. Thì chúng tôi xin lặp lại một chút xíu là về đạo luật chọn lựa của cử tri đã được thực thi từ năm 2020. Thì trong vòng mấy năm qua đó, chúng ta đã được hưởng những sự tiện lợi của đạo luật lựa chọn này của cử tri. Thì nhờ cái đạo luật này mà coi như là tất cả các cử tri đều nhận được cái lá phiếu bằng thư được gửi ra cho mình ở nhà. Thì mình sẽ có nhiều ngày hoặc là nhiều chọn lựa để bầu. Thì bằng cách là quý vị có thể đến thẳng trung tâm bầu cử để mà bầu sớm, và cũng đồng thời cho phép cử tri bầu một lá phiếu bất cứ trung tâm bầu cử nào ở bất cứ trung tâm bầu cử nào trong county của mình, trong quận của mình, và coi như cũng có cung cấp những cái thùng nộp lá phiếu ở khắp nơi trong quận. Under the Voters' Choice Act, every registered voter now receives a vote-by-mail packet, which contains their ballot, an envelope, along with the instructions and further information. These are mailed out 29 days prior to Election Day, which is March 5th. It will include a prepaid postage envelope. The vote-by-mail envelope, or VBM for short, can be mailed back, and it can be placed in a marked Register of Voters Dropbox at any vote center or at the office of the Registrar of Voters office. Thì nhờ cái đạo luật lựa chọn cho cử tri được thực thi từ năm 2020 đó, thì bầu bằng thư tại nhà sớm hơn tới 29 ngày. Thì bất cứ khi nào quý vị mà đã nhận được cái lá phiếu bầu bằng thư ở nhà mình đó, thì quý vị có thể bầu được liền. Và coi như là quý vị nhận được cái bưu kiện bầu bằng thư này được gửi đến cho tất cả những cử tri đã ghi danh. Và chúng tôi bắt đầu gửi ra bưu kiện này đó là 29 ngày trước ngày bầu cử. Và khi mà quý vị bầu rồi đó, thì quý vị bỏ vào trong phong bì màu xanh và gửi lại đó, thì quý vị không cần phải dán tem gì cả. Thì nếu mà quý vị dùng cái phong bì màu xanh mà chúng tôi gửi ra. Và đây là cách nộp lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị, thì có 4 cách khác nhau. Thì quý vị có thể gửi qua đường bưu điện Hoa Kỳ, thì quý vị có thể gửi coi như là bắt đầu từ 29 ngày trước, khi nào quý vị vừa nhận được và vừa bầu xong là có thể gửi ra được liền. Và nếu mà quý vị dùng phương pháp này đó, thì phải được bưu điện đóng dấu trước hoặc vào ngày bầu cử. Hoặc là cách thứ hai là tới bất cứ thùng nộp lá phiếu chính thức nào trong số 102 thùng trong quận Santa Clara. Thì, hoặc là tại bất cứ trung tâm bầu cử nào bắt đầu từ ngày 29 tháng 2 cho đến ngày bầu cử thứ ba ngày 5 tháng 3. Và hoặc là quý vị có thể nộp tại văn phòng bầu cử của chúng tôi.
Here you see a vote-by-mail return envelope that will come in a large white envelope to your home. The contents of the envelope are listed on the screen. You will receive a postage-paid blue return envelope, a ballot card, voting instructions, a Dropbox and vote center list, and an I voted sticker. It is important that your envelope is returned no later than 8 p.m. on Election Day, March 5th, or postmarked by March 5th at 8 p.m. Lá thư là tất coi như là tất cả mọi cử tri hợp lệ ở trong quận Santa Clara thì đều được gửi tới một lá phiếu bầu bằng thư. Và trong cái bưu kiện bầu bằng thư đó, đó là có cái phong bì lớn màu trắng mà quý vị sẽ nhận được. Thì phong bì hồi báo màu xanh, ở trong đó có phong bì hồi báo màu xanh đã được trả bưu phí. Thì khi quý vị bầu xong, quý vị dùng cái phong bì màu xanh này bỏ cái lá phiếu đã bầu của mình vào và gửi ra, thì hãy nhớ là ký tên và đề ngày ở bên ngoài phong bì, thì quý vị có thể gửi ra mà không cần phải dán tem gì cả. Rồi ở trong này cũng đồng thời cho cái bầu cử này á, thì quý vị sẽ thấy là có hai thẻ lá phiếu và đồng thời cái bản hướng dẫn bầu cử, thì nếu quý vị nào không có rõ cái cách bầu như thế nào đó thì đọc cái bản hướng dẫn này thì sẽ biết ngay. Và có một danh sách thùng nộp lá phiếu và trung tâm bầu cử. Còn nếu quý vị nào mà muốn bỏ ra thùng phiếu nộp lá phiếu của mình hoặc là đến trung tâm bầu cử bầu đó thì coi cái danh sách đó để coi là cái nào gần nhà mình hay là gần gần sở làm của mình hay là gần trường của mình đó, thì thuận tiện thì đi ra đó để bầu. Và đồng thời trong đó cũng có một cái cái nhãn dán là I voted, tức có nghĩa là tôi đã bầu rồi đó. Thì lá phiếu đã bầu của quý vị thì điều quan trọng là quý vị cái lá phiếu này đó là phải được nhận lại trễ nhất là 8 giờ tối trong ngày bầu cử, hoặc được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày bầu cử, và được nhận lại trễ nhất là 7 ngày sau ngày bầu cử. Do vậy mà quý vị nhớ nộp lại hoặc là gửi ra cái lá phiếu của quý vị sớm để lá phiếu có thể được tính vào kết quả đầu tiên của đêm bầu cử. Our county has secured 104 vote centers where the public can come and vote in person. These vote centers will open on Saturday, February 24th, 2024. You can vote at any vote center throughout the county. You will also have accessible voting options such as touchscreen ballots, audio and audio ballots. You will have bilingual ballots and assistance available. You can come in and register the same day as a conditional voter registration. You can update your address to vote on your local ballot. You can replace a ballot, or you can have curbside voting available to you. Quý vị có thể bầu tại bất cứ một trong 104 trung tâm bầu cử nào. Trong kỳ bầu cử tháng 3 này đó thì chúng ta có tổng cộng là 104 trung tâm bầu cử. Thì các trung tâm bầu cử đó bắt đầu mở cửa vào ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024. Thì quý vị có thể đến bầu ở bất cứ trung tâm bầu cử nào trong toàn quận Santa Clara. Các chọn lựa bầu cử thì ở các trung tâm bầu cử này thì có các chọn lựa bầu cử cho người khuyết tật, gồm có là lá phiếu điện tử, lá phiếu âm thanh, và đồng thời cũng có lá phiếu và sự trợ giúp song ngữ. Ví dụ như quý vị cần sự giúp đỡ bằng tiếng Việt thì ở tất cả các 104 trung tâm đều bầu cử đó đều có những nhân viên có thể nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để giúp quý vị. Và ghi danh bỏ phiếu cùng ngày, hay còn gọi là ghi danh cử tri có điều kiện đó, thì như hồi nãy chúng tôi đã có nói đến đó, là quý vị thí dụ như quý vị nào mà đã bỏ lỡ cái ngày ghi danh, cái hạn chót để ghi danh bầu cử đó, thì có thể đến trung tâm bầu cử và ghi danh và bầu liền tại chỗ. Đồng thời ở trung tâm bầu cử quý vị cũng có thể cập nhật địa chỉ để bầu lá phiếu địa phương của quý vị. Và nếu quý vị cần thay thế một lá phiếu thì cũng có thể đến đây. Và ngoài ra chúng tôi có bầu tại lề đường trước trung tâm bầu cử, có lá phiếu trên giấy, trên máy bầu cử điện tử hoặc là lá phiếu âm thanh.
Thí dụ như những quý vị coi như là không thuận tiện để đi vào trong trung tâm bầu cử đó, thì chúng tôi có để cái bảng với lại số phone để quý vị có thể gọi đó. Thì nếu quý vị gọi chúng tôi và quý vị muốn bầu ở lề đường, tiếng Anh gọi là curbside voting, thì chúng tôi sẽ mang máy điện bầu cử điện tử hoặc là mang lá phiếu ra để cho quý vị bầu. Return your vote by mail ballot envelope as early as February the 5th. Here is what our vote by mail drop boxes look like. We also have some older versions of vote by mail drop boxes that may look slightly different, but all of the Register of Voters drop boxes are marked with the ROV and county logo. These boxes get picked up more often as Election Day draws near. You can return your vote by mail envelope at any of the 102 official drop box locations at any vote center beginning on February 24th via USPS, but it must be postmarked by 8 p.m. on March 5th, or at the Register of Voters office at 155 Burger Drive starting on February 5th, 2024. Việc nộp lại phong bì bầu bằng thư của quý vị thì quý vị có thể nộp lại cái phong bì bầu bằng thư màu xanh đó ở bất cứ cái thùng nộp lá phiếu chính thức nào vào trong số 102 thùng. Thì những cái thùng phiếu này có sẵn sàng là bắt đầu vào ngày thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, hoặc là quý vị cũng có thể đến bất cứ trung tâm bầu cử nào bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2024 để mà bỏ cái lá phiếu bầu bằng thư của quý vị. Hoặc là quý vị có thể gửi ra qua được bưu điện Hoa Kỳ. Thì nếu mà gửi bằng bưu điện đó thì cái phong bì này phải được bưu điện đóng dấu vào hoặc trước ngày 5 tháng 3 năm 2024, hoặc quý vị có thể đến thẳng văn phòng bầu cử ở số là 1555 Burger Drive bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 năm 2024 để nộp lại cái phong bì và lá phiếu bầu bằng thư của quý vị. For voters who prefer not to mail or use a drop box, they can also vote in person at any of the 104 vote centers throughout the county. Vote centers will be open 2 full weekends before Election Day, beginning Saturday, February the 24th through Monday, March 4th, 2024. They will be open 9 a.m. to 5 p.m. and also open during our lunch hours. 104 vote centers will be open on Election Day, which is Tuesday, March 5th, 2024. They will be open between 7 a.m. and 8 p.m. Còn nếu như quý vị thích đến một trung tâm bầu cử để mà bầu trực tiếp đó, hoặc là bầu sớm, thì quý vị có thể đến tại bất cứ trung tâm bầu cử nào trong toàn quận Santa Clara. Thì các trung tâm bầu cử mở cửa cả 2 cuối tuần trước ngày bầu cử. Thí dụ như quý vị mắc bận đi làm đó, thì cuối tuần quý vị đi chơi hoặc là đi mua sắm gì đó thì có thể ghé vào bất cứ cái trung tâm bầu cử nào để bầu trong cuối tuần. Và thứ bảy ngày 24 tháng 2 đến thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2024 thì văn phòng ở các trung tâm bầu cử là mở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì ở trong số 104 cái trung tâm bầu cử thì có 7 trung tâm bầu cử mở trễ hơn một chút xíu, là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Và các trung tâm này sẽ mở cả trong giờ ăn trưa. Thì thí dụ quý vị đi làm rồi ra ăn trưa 1 tiếng đồng hồ đó, thì quý vị có thể coi cái trung tâm bầu cử nào gần chỗ sở làm của mình, có thể ghé vào đó để bầu. Và chúng tôi có tất cả là 104 trung tâm bầu cử mở cửa vào ngày bầu cử, đó là ngày thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2024. Vào ngày bầu cử đó thì giờ mở cửa của các trung tâm bầu cử sẽ dài hơn, tức là từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Every registered voter eligible to vote is mailed 2 mailers. Each mailer contains important information about the election. These mailers are sent out 45 days and 29 days prior to Election Day.
tài liệu về đạo luật lựa chọn của cử tri thì chúng tôi gửi ra hai tài liệu coi như là được gửi ra cho quý vị đã ghi danh rồi đó. Là một cái đầu tiên là gửi ra 45 ngày trước ngày bầu cử. Cái thứ hai là 29 ngày trước ngày bầu cử để coi như là cho quý vị biết mà coi như là những cái ngày thông báo cho quý vị biết là coi như ngày mà lá phiếu được gửi ra cũng như là ngày bắt đầu có bầu cử sớm để quý vị đến bầu và những ngày mà trung tâm bầu cử mở cửa và ngày chót để ghi danh bầu cử là ngày nào thì có trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì chúng ta có thấy ở trong này đó thì cũng có tiếng Việt, đây đã cũng có phần tiếng Việt để mà quý vị có thể đọc. Just to recap, VCA, how, where, when to vote. Vote by mail packets are mailed starting the week of February 5th, 2024. There are 100 ROV vote by mail drop boxes throughout Santa Clara County. Early voting at the Register of Voters office starts February 5th. Vote centers are open on Saturday, February 24th. 2024, and there will be 104 vote centers available on Saturday, March 2nd, 2024. Voting hours are 9 a.m. to 5 p.m. On Election Day, which is Tuesday, March 5th, 2024, vote centers will be open 7 a.m. to 8 p.m. Pretend you're muted. À, chúng tôi xin tóm lược một chút xíu là nhờ cái đạo luật lựa chọn cho cử tri mà chúng ta sẽ có thể chọn được cái cách, cái nơi hoặc là lúc nào để bầu. Thì bưu điện là lá phiếu bầu bằng thư được bắt đầu gửi ra cái tuần lễ là ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là đầu tháng tới đó. Thì có 102 thùng nộp lá phiếu của văn phòng bầu cử trong toàn quận Santa Clara nếu mà quý vị nào muốn bầu sớm và mang ra nộp đó. Rồi còn có bầu sớm tại văn phòng bầu cử bắt đầu vào ngày 5 tháng 2 2024 và trung tâm bầu cử đó thì mở cửa vào thứ bảy, bắt đầu mở cửa vào ngày thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024. Thì có tổng cộng là 104 trung tâm bầu cử mở cửa vào ngày thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024 và giờ bầu cử là 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Ngày bầu cử tức là ngày thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2024 đó thì cái giờ mở cửa là sẽ dài hơn, đó là 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì chúng tôi xin lặp lại để mà quý vị nhớ đó. This screen provides instruction on how to mark your ballot either from home or at a vote center. Use the provided permanent marker and mark your selections as indicated. You don't need to overdo your markings. The ballots are created so that the ovals overlap on both sides of the ballot, and only pre-approved write-in candidates are eligible to be voted for. Thì đây là cách đánh dấu vào lá phiếu. Thì khi quý vị nhận được cái bản tập hướng dẫn thông tin cho cử tri quận đó thì tất cả sẽ được dịch ra tiếng Việt cho quý vị nha. Thì tôi đây tôi xin nói sơ là khi bầu đó quý vị chỉ cần tô vào những cái ô bầu dục mà ở phía bên tay phải đó của cái ứng cử viên hoặc là cái dự luật mà quý vị muốn chọn. Và bầu ở vote center đó, ở trung tâm bầu cử đó thì quý vị sẽ phải dùng cái cây Sharpie mà chúng tôi cung cấp đó. Thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói một chút xíu về cái phần đó. Và nếu mà bầu ở nhà đó thì quý vị hãy dùng coi như là cái viết màu xanh hoặc là màu đen, đừng có xài viết màu đỏ và cũng đừng có đánh cái dấu X hoặc là như đánh bất cứ cái đường nào hoặc là cái vòng tròn nào ở trong cái phần bầu cử của mình, nó sẽ làm hỏng cái lá phiếu của mình đó. Và cũng đừng có viết bất cứ cái thông tin nào về cá nhân của mình ở trong đó. Rồi
cử tri Việt của mình hay có một cái hiểu lầm về vấn đề mà write-in voting, tức là bầu viết tên vào đó. Thì đó là cho những ứng cử viên người ta ra ứng cử trễ, cho nên tên của người ta không có ở trong lá phiếu. Thì khi mà người ta ra ứng cử như vậy mà người ta được hợp lệ đó, thì văn phòng bầu cử chúng tôi gửi ra một cái danh sách, thì quý vị có thể chọn ở trong đó. Chứ những người mà đã có tên trong lá phiếu rồi thì chúng ta không cần phải ghi lại nữa đó. Santa Clara County is a multilingual community, and as a result, we provide ballots in the following languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, Vietnamese. We offer facsimile ballots in Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. Available languages for paper, touchscreen, and audio ballots are also available. Hiện tại quận Santa Clara đó thì chúng tôi cung cấp các cái lá phiếu song ngữ như sau. Thì các cái loại ngôn ngữ có 9 ngôn ngữ khác nhau, thì có ở trên lá phiếu bằng giấy, đồng thời là bầu cử điện tử cũng như bầu cử âm thanh. Đó là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines và tiếng Việt. Ngoài ra đó thì có 5 ngôn ngữ nữa là có ở trong bản sao lá phiếu, tức có nghĩa là khi đến phòng phiếu chúng tôi sẽ không phát ra những cái lá phiếu bằng ngôn ngữ này, nhưng mà chúng tôi có một cái bản sao để quý vị có thể coi như là dùng cái lá phiếu trong các ngôn ngữ khác và so sánh để dịch ra để mà bầu đó. Thì đó là Gujarati, Nepali, Punjabi, Tamil and Telugu. Online voter resources are available at www.sccvote.org. The resources that we have available are general information, register to vote options, and vote by mail options. Các nguồn dữ liệu cho cử tri trên mạng thì quý vị có thể tìm thấy ở www.sccvote.org. Thì ở trong cái mạng này quý vị tìm được tất cả những thông tin về bầu cử. Ví dụ quý vị nào muốn ghi danh đi bầu thì vô đây chúng tôi có cái đơn để quý vị ghi danh đi bầu. Còn muốn biết tin tức mà coi như là các cái địa điểm để mình đi bầu trực tiếp đó thì cũng có trong đây, hoặc là các tin tức về bầu bằng thư. Rồi thí dụ như muốn làm việc ở vote center thì quý vị có thể vô đây chỗ get info đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái chức vụ khác nhau, có thì quý vị có thể ghi danh để làm. Và về cái phần election đó là chúng tôi nói về các cuộc bầu cử, thì nếu quý vị muốn biết về cuộc bầu cử sắp tới này thì chọn là cái tháng 3 ngày 5. Rồi có danh sách của các ứng cử viên cũng như các dự luật cho các kỳ bầu cử nào mà mình muốn biết. Official ballot drop box sites and early voting information can be found on our website. You can click to view the PDF list so you can print it, or if you only want to look on, scroll the website, you can find the drop boxes if you scroll down to the bottom of the web page. Thì ở trong cái website của chúng tôi đó, quý vị cũng có thể tìm thấy, như hồi nãy tôi đó có nói sơ qua, là quý vị có thể tìm thấy cái danh sách của những cái thùng nộp lá phiếu chính thức và việc bầu coi như là bầu sớm đó. Thì nếu quý vị muốn biết là coi như là các cái địa điểm coi như là nó có cái địa chỉ ở trong đó cho mình luôn, là của những cái thùng nộp lá phiếu đó, thì mình vô đó mình coi để cái nào gần nhà thì mình đến mình nộp cái lá phiếu của mình. Và cũng có những cái trung tâm, địa chỉ của các trung tâm bầu bằng. The Register of Voters phone app is another useful tool.
Voters can search for a vote center or drop box by address. When you click on the find drop off locations or find vote center locations, the SCC vote application webpage will display. One, select on to find the nearest vote center or drop box. Two, select off to find a vote center or drop box nearest to a specific address. And three, click on go to initiate search and obtain results. You're muted, ma'am. Văn phòng bầu cử chúng tôi cũng đồng thời có một cái ứng dụng Mỹ di động, thì nó có cái tính năng tìm kiếm cho quý vị đó. Thí dụ như nếu quý vị muốn tìm cái địa điểm phòng phiếu thì quý vị có thể hoặc là trung tâm bầu cử gần nhất thì quý vị bấm on, thì nó sẽ chỉ cho quý vị cái địa điểm nào gần nhất cho quý vị. Còn nếu quý vị chọn off á, thì quý vị có thể đánh vào cái địa chỉ của mình và nó cũng sẽ cho quý vị biết là cái địa điểm nào gần ở cái địa chỉ đó. Thí dụ như quý vị đi làm thì quý vị có thể bỏ vào cái địa chỉ sở của quý vị thì nó cũng chỉ cho quý vị ở chỗ nào có một cái địa điểm trung tâm bầu cử hoặc là thu nộp lá phiếu. Audio recording of the county voter information guides are available by request. This service has been available for many years now, so please call the listed numbers to request more information and the audio recordings. Audio recording is only available in the English language. Remote accessible voting, vote by mail, also known as RAVBM, is also available to all registered voters. Please visit www.sccvote.org to learn more about the RAVBM program. Chúng tôi cũng có những cái thông tin về bầu cử cho cử tri khuyết tật. Thì chúng tôi có là những cái băng ghi âm. Nếu mà quý vị muốn yêu cầu thì cứ gọi vào số là 408-299 VOTE hoặc là 299-8683 hoặc là số miễn phí là 866-430 VOTE, tức là 430-8683. Hoặc là có thể vào website là sccvote.org/ravbm. Thì đồng thời cái website này cũng có thể cung cấp cho những người mà yêu cầu cái lá phiếu coi như là từ xa đó, cái bộ lá phiếu bầu bằng thư mà từ xa, thì nếu quý vị nào cần thì có thể vô cái website đó để yêu cầu. How to mark your ballot at the vote centers. Using a Sharpie marker pen ensures the ink dries immediately and it's safe to cast the ballot onto the scanner at the vote center. So when you're filling out your ballot, fill in the oval completely. Use permanent markers so the ink dries fast. Place voted ballot inside secrecy sleeves and then insert into ballot scanner and then press the cast ballot when ready. Thì đây là cách đánh dấu vào cái lá phiếu tại trung tâm bầu cử. Thì hồi nãy tôi có nói là bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút xíu về phần đánh dấu vào lá phiếu tại trung tâm bầu cử đó. Thì khi mà quý vị đến trung tâm bầu cử đó, thì quý vị sẽ được cung cấp một cái viết Sharpie để mà bầu. Thì cái viết sở dĩ mà chúng tôi cung cấp cái viết này cho quý vị đó là để bảo đảm rằng cái mực nó khô ngay lập tức và nó được an toàn để bỏ lá phiếu vào máy ghi nhận tại trung tâm bầu cử mà nó làm không có làm lem cái kiếng của cái máy đó. Thì khi mà nó bị lem thì nó sẽ không có nhìn được cái lá phiếu của quý vị nữa. Nó thì mặc dù nó có bị lem ra đằng sau nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới cái lá phiếu của quý vị nha. Thì quý vị cứ yên tâm để mà bầu. If you choose to use an electronic ballot, you will see voting machines like the one here.
This may seem a little intimidating at first, but they are very simple and straightforward to use. Vote centers provide alternative ways for all members of the community to vote, regardless of their language, mobility, time constraints, ADA considerations, and all other factors. Vote centers provide Americans with Disability Act technology, such as they are available at touchscreens are available at every vote center and at the Register of Voters office. They have audio voting options available. They are ADA compliant voting machines. They are in privacy booths. They are touchscreen machines. They have a ballot printer and an audio controller. Thì khi quý vị mà đến văn phòng bầu cử hoặc là trung tâm bầu cử đó thì quý vị sẽ có cơ hội để mà bầu trên màn hình cảm ứng, và đây là cái hình của cái bộ phận đó. Thì ở trong này đó thì quý vị sẽ khi mà dùng cái màn hình cảm ứng này đó thì quý vị có chọn lựa là bầu bằng âm thanh nếu mà quý vị muốn, rồi thì máy bầu cử cho người khuyết tật. Rồi cái quầy này thì nó riêng tư, những người khác không có thể nhìn thấy là quý vị bầu chọn bầu như thế nào. Và coi như là trong cái booth này đó, trong cái quầy này đó, quý vị sẽ thấy đồng thời là có một cái máy in. Thì khi quý vị bầu xong đó thì quý vị cái máy này nó sẽ không có ghi nhận cái lá phiếu của quý vị đâu. Quý vị sẽ phải in ra. Đó, thì trong này đồng thời nó cũng có cái bộ điều khiển âm thanh. Thì sau khi quý vị bầu xong và in ra cái lá phiếu thì quý vị sẽ mang ra ngoài để bỏ vào cái máy ghi nhận nha, chứ ở đây nó không ghi nhận cái lá phiếu của quý vị đâu. County Voter Information Guides. Every voter receives a printed County Voter Information Guide, or CVIG for short. These are sent to each eligible voter's address. Everyone is mailed an English copy, but bilingual copies are sent to registered voters who selected non-English ballots, and they come in five languages: Chinese, English, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. The CVIGs contain a list of the drop boxes and vote center locations. They have candidate statements, measures, and ballot samples. À, cái người khu quốc cờ của tôi vừa nói bằng tiếng Anh đó, cô đi hơi xa, cô qua những cái phần khác rồi, nhưng mà tôi xin lặp lại một chút xíu là cái việc bầu trên màn hình cảm ứng đó thì cử tri đánh dấu chọn lựa của mình trên màn hình, và quý vị có thể thay đổi kích cỡ của chữ bất cứ lúc nào trong khi chọn. Ví dụ như những người lớn tuổi thì muốn nó lớn hơn để mà nhìn đó thì mình có thể làm lớn hơn, và đồng thời nó có màn hình xem lại lá phiếu trên giấy coi như là được bầu ở máy ghi nhận, và cái dụng cụ để lựa chọn có sẵn khi được yêu cầu gọi là SALT, đồng thời có ở trong cái lá phiếu có ở trong 9 ngôn ngữ khác nhau, đó là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines và tiếng Việt. Audio voting. Voters mark selections via audio controller with oversized buttons. Touchscreen review paper ballots is casted at the scanner. Any voter can ask to vote using an audio ballot. Each touchscreen voting machine includes one audio ballot controller, again, oversized buttons. All ballot languages are available as audio ballots, and they can cast audio ballots by using the audio ballot controller. The ballot card prints. You insert the ballot card into the scanner and then cast audio ballot by using the audio ballot controller, the ballot print cards, and insert ballot card into scanner. Đây là cái dụng cụ Pretend you're muted. thì việc bầu bằng âm thanh đó thì đây là cái dụng cụ để mà người nào mà muốn bầu bằng âm thanh có thể dùng. Thì cử tri đánh dấu chọn lựa qua cái bộ điều khiển âm thanh nút bấm cỡ lớn và màn hình xem lại lá phiếu trên giấy được bầu ở máy ghi nhận.
casting your ballots. After making your selection, you are almost done. The final step is casting your completed ballot. All ballots must be inserted into the scanner at the vote center. Paper ballots, touchscreen printed ballots, and audio voting ballots can be inserted into the scanner. Insert ballot card into the scanner, review the ballot, then press the cast button. Và bây giờ đó thì chúng ta đã bầu xong rồi và chúng ta đi bỏ cái lá phiếu của mình. Thì những cái lá phiếu bầu bằng giấy hoặc là lá phiếu bầu ở trên cái màn hình cảm ứng đó, như hồi nãy tôi có nói, thì mình cũng phải in ra thành cái lá phiếu trên giấy. Và bầu bằng âm thanh cũng vậy, cũng in ra bằng lá phiếu trên giấy và mang ra cái máy coi như là ghi nhận lá phiếu này, chúng ta bỏ nó vào và coi như là bấm cái nút cast màu xanh này, thì là cái lá phiếu của mình nó sẽ chạy vô bên trong cái máy ghi nhận này. You want to go to the next one, Ms. Tuyen, and you go ahead. You're Hồi muted. nãy cái cô làm chung với tôi, đi chung sở với tôi đó, cô đã đi qua cái phần này trước rồi, cho nên bây giờ tôi xin dịch qua tiếng Việt là như thế này, là đây là tập hướng dẫn thông tin cho cử tri quận, hay bằng tiếng Anh gọi là civic đó. Thì cái bản tiếng Anh đó thì luôn luôn là được gửi ra cho tất cả cử tri hợp lệ và được gửi ra sớm, rồi sau đó thì các cái bản song ngữ thì mới được dịch ra xong, cho nên là gửi ra hơi trễ hơn một chút xíu, thì có khi cả 2 tuần trước ngày bầu cử mới nhận. Thường thường cử tri mà yêu cầu lá phiếu bằng tiếng Việt đó mới nhận được cái tài liệu bằng tiếng Việt. Thì xin quý vị kiên nhẫn dùng một chút xíu ha. Thì các cái tập hướng dẫn thông tin cho cử tri thì có trong 5 ngôn ngữ, đó là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines và tiếng Việt. County health guidelines. Current Santa Clara County public health guidelines are subject to change pending COVID-19 status. Right now, mask use is optional unless county guidelines are updated to require mask use. Social distancing is not necessary. Hand sanitizers, will be provided at every vote center as well as masks. Và đây là hướng dẫn y tế cho quận Santa Clara. Thì để giữ an toàn cho nhân viên trung tâm bầu cử cũng như cử tri, thì các trung tâm bầu cử tuân theo hướng dẫn và chính sách y tế của quận. Và tại các trung tâm bầu cử thì chúng tôi có cung cấp là nước khử trùng cho tay nếu quý vị nào cần dùng, hoặc là cung cấp khẩu trang miễn phí cho bất cứ cử tri nào muốn dùng tới. The best online information regarding voting in Santa Clara County can be found on our website and social media channels. Keyword SCC Vote. You can ask your audience to follow the ROV social media on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and Nextdoor. Most YouTube videos are also translated into American Sign Language. Tag the Register of Voters office on all your voting social media posts. Search and tag us at SCC Vote. Follow us on Instagram and Twitter for the latest about voting in Santa Clara County. Văn phòng bầu cử chúng tôi đồng thời cũng có ở trên các cái mạng xã hội đó. Thì xin quý vị đánh dấu trang mạng của chúng tôi, đó là www.scccvote.org. Và cái từ khóa để mà tìm kiếm trên mạng xã hội đó là scccvote. Thì chúng tôi cũng có mặt ở trên Twitter, tức là bây giờ gọi là X, Facebook, Instagram, YouTube và Nextdoor. Chúng tôi cũng có ở trên YouTube là cái bảng hình để hướng dẫn. Và trên bằng song ngữ và ngôn ngữ ký hiệu của người Mỹ. Và xin nhắc đến văn phòng bầu cử ở trong bài đăng của quý vị ở SCC VOTE. Now we are in our question and answer portion. Please write any of your questions in the chat or in the Q&A box. Bây giờ là cuộc hội thảo của chúng ta đã hoàn thành, chấm dứt rồi. Thì nếu quý vị nào mà có câu hỏi nào đó,
Có bất cứ câu hỏi nào thì quý vị có thể dùng cái raise hand hoặc là cái chat message để mà nêu câu hỏi của mình. There are currently no questions in the Q&A or chat, but we do have maybe 2 minutes for questions. Chúng ta còn lại là có 2 phút để quý vị nào có thể muốn hỏi bất cứ cái gì đó thì quý vị có thể nêu lên. Chúng tôi sẽ đợi quý vị trong vòng 2 phút nữa đó nha. Well, if there are no further questions, we would like to thank you for joining today's voter language workshop. Please email us at outreach@rov.secgov.org with any questions that you may have. Nếu quý vị không có câu hỏi nào đó thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tham gia vào buổi hội thảo ngôn ngữ ngày hôm nay. Nếu quý vị nào muốn có câu hỏi gì về buổi hội thảo này đó thì quý vị có thể vào là outreach@rov.sccgov.org, văn phòng bầu cử quận Santa Clara và ban điều hành tuyển cử. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị một buổi tối an lành và vui vẻ với gia đình. Xin cảm ơn quý vị và kính chào quý vị.